Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020. Em chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lên một video chia sẻ với các bác một số con giống mặt hoa hàng chuẩn bảo hành cho các bác. Hôm nay em sẽ lên một số đơn hàng 5 cánh trắng Củ Chi, 5 cánh trắng Phú Thọ và có một số nay xả một số lô Am Mắt Châu Phú Thọ, Cửu Long Cao Phong. Đây, trước buổi bán hàng em quay cho các bác xem địa chỉ mua hàng và số điện thoại. Đấy, các bác nhé. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền. Đây, hôm nay em có một số đơn hàng chia sẻ với các bác. Đó. Dạ, một số đơn hàng chia sẻ cho các bác. Những hàng mua con giống là chuẩn, giá hợp lý cho các bác sưu tầm. Em sẽ vào đơn số 1. Đơn số 1 là em vào cái đơn 5 cánh trắng Củ Chi. Đây nha các bác nhá, một cái kỳ 5 cánh trắng Củ Chi này. Kỳ này 12 sen. Em bán thì chế độ bán là cây chuẩn, còn giống cây chuẩn kẹp chì. Đấy, em bán này em có kẹp chì nhá. Kẹp chì thứ hai là về cung cách bán hàng là xem những cái cây đắt tiền như này thì nhà em bán mặt hoa là em sẽ bảo hành mặt hoa là chuẩn 5 cánh trắng Củ Chi. Đây mặt vông đây, các bác nào chưa biết thì còn một số các bác nói tên cánh trắng Củ Chi là các bác biết rồi. Đấy, bông 5 cánh trắng Củ Chi là bông cực đẹp ấy. Đấy. Mắt là rất đẹp, mắt xước, mũi tây. Đấy. Khuôn bông là rất đẹp. Đấy, cái cây 5 cánh cưng Củ Chi về em nói về chế độ bảo hành thì bây giờ trên mạng bán tràn lan rất nhiều. Ra là tâm lý rất nhiều bác mua lan chả biết cây nào về cây thật, cây giả. Thế còn phương châm nhà em bán hàng là uy tín là hàng đầu. Đấy. Em bán là em có kẹp chì vào cây. Thứ nhất là em sẽ viết giấy bảo hành kèm theo là các bác mua cây gì mua của nhà ai. Để các bác có cơ sở để các bác mua để các bác đây các bác đây là giấy bảo hành em sẽ viết kèm theo cùng cái kẹp chì đấy. Em sẽ ghi cái số kẹp chì vào cái giấy bảo hành đấy. Nên là các bác mua thì các bác cũng lưu ý bây giờ tránh tình trạng là mua bị hàng hàng lừa, hàng giả hay là hàng tàu đấy. Bây giờ thật giả lẫn lộn. Nên là em bán cái kia này là thì là nó được 12 sen, nó chưa nảy mầm gốc, nó chuẩn bị đẻ mầm gốc rồi. Nên là em cũng bán cho các bác. Bác nào cảm thấy xem tham khảo sưu tầm được thì liên hệ với bên theo số điện thoại em sẽ để trên phần mô tả của video. Cái này 12 sen, kia rất khỏe. Đó. Em bán với giá là 9,5 triệu đồng cho hình số 1 là 5 cánh trắng Củ Chi. Đấy các bác nhá, kích thước để em đo chuẩn rồi. Đấy, vì bán hàng va là mình phải bán chuẩn từ kích thước cái con giống. Đó là hình số 1. Đấy các bác dễ này, cây thuần chậu là dễ khỏe nhá. Cây chuẩn bị đẻ mầm gốc rồi. Đấy, các bác mua con giống các bác cứ xem kỹ. Em chuyển sang hình số 2. Hình số 2 là một cây 5 cánh trắng Phú Thọ dài 14 cm. Đấy, gốc rất to. Đây là nguồn cây mua của ông Sự. Ra là giờ em bán cho các bác về sưu tầm. Để chuẩn bị đẻ mầm gốc này, chuẩn bị nhân đôi nhân ba. Đấy, và làm kỳ. Con này nó rất to khỏe này, gốc rất to khỏe này. Đây hàng thuần chậu nhá, không phải là hàng mới trồng nhá. Bác yên tâm nhá. Đây này hàng thuần chậu. Đấy. Kỳ này là 14 sen. Em bán giá là 7 triệu 500 nghìn. Đấy, đây là hình số 2. 7 triệu 500 nghìn nhá, các bác nghe rõ nhá. Hình số 2 này. 7 triệu 500 nghìn. Bỏ. Hình số 3. Hình số 3 vẫn cũng là một cây 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy, cái cây này được mầm gốc là nhà em mà chưa lên đâu, em chưa phun đâu. Mà nó vẫn rét, em theo dõi thời tiết nó phun nó ấm thì em mới kích mầm gốc.
nên là em chưa phun, nên là gần như là mầm gốc chưa lên đây, mắt vẫn đây, chưa lên, chưa bôi đi nào đâu, mắt bên này vẫn đây, hai mắt. Thường thường là cây là có hai mầm gốc, cây này là 17 sen, cây này là 17 sen nhé. Các bác xem mua hàng đắt tiền, các bác xem kỹ nhé. 17 sen thì em bán với giá là 9 triệu này, hình số 3, vẫn là 5 cây trắng Phú Thọ. Đó, những hàng này em bán bảo hành tuyệt đối cho các bác. Nguồn cây con giống là em mua là chuẩn, em xuất ra thị trường em bán thì nó lại liên quan đến trách nhiệm bảo hành. Em chuyển sang hình số 4. Đó. Hình số 4 là 6,8 triệu. Là 12 sen. Cây này 12 sen to khỏe. Cây này là em cũng nói trước bác là em mới trồng lại nhưng mà rễ rất khỏe. Đó. Không ảnh hưởng gì. Đó. Cây to khỏe, chưa đẻ mầm gốc. Đó. Các bác về phun kích mầm gốc là sẽ được hai mầm gốc. Cây này là 12 sen các bác nhé. Giá là 6,8 triệu đồng cho hình số 4. Đó, em sẽ quay rất chậm cho các bác xem. 6,8 triệu đồng. Em chuyển sang hình số 5. Hình số 5 cũng là một 5 cây trắng Phú Thọ. 5 cây trắng Phú Thọ. Đó. 5 cây trắng Phú Thọ này. Cây này được 17 sen. 17 sen mầm gốc chưa lên. Đấy, mầm gốc chưa lên nhé. Mầm gốc chưa lên. Đấy. Nhà em mà em chưa kích mầm gốc. Hôm nay nó vẫn thời tiết nó vẫn rét. Em chưa cho con nào lên. Nên là cái này là vì năm nay năm ngoái vừa rồi nó nhuận 1-2 tháng 4 nên là thời tiết nó bị chậm. Nên là bây giờ nó vẫn rét. Nên là các bác cứ chắc nhất là các bác sang tháng 2 bác kích mầm gốc. Các bác không nên vội làm gì. Vội nó như cái cây như cái con người nó đến thời gian đẻ thì nó mới sinh nở được. Nếu các bác ép quá nó không được. Đấy, cái này là 9 triệu cho hình số 5, 17 sen. Đấy các bác nhé. Em chuyển sang hình số 6. Hình số 6. Đấy. Hình số 6 này là 16 sen. Cây này 16 sen này. 16 sen. Đấy, cây này này một mầm gốc này. Chắc bên này có một mầm gốc nữa. Chắc ít nhất nó phải được hai mầm gốc. Về cứ bôi cái một mầm gốc ở dưới nữa. Ở dưới thì gầm gọng 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 nữa. Hai mầm gốc. Đây này hai mầm gốc. Cũng to khỏe thuần trọng. Đấy. To khỏe toàn chậu. Cái cây này là 16 sen. Cây này nó cong nó 16 sen các bác nhé. 16 sen em bán 8,5 triệu. Các bác tham khảo và sưu tầm nhá. Các bác liên hệ nhá. Cái này hình số 6 này. Các bác xem kỹ này. Hình số nào bác mua hình số nào bác gọi nhé. Em chuyển sang hình số 7. Số 7. Hình số 7 này. Hình số 7 là Cửu Long Cao Phong ạ. Nay có một kỳ xuất bán cho các bác. Một kỳ Cửu Long. Đấy. Đây là kỳ Cửu Long Cao Phong này. Chứ cũng chưa đẻ mầm gốc nhé. Nhà em chưa cái nào đẻ mầm gốc nhé. Đấy. Chưa đẻ mầm gốc đâu. Chuyển mầm gốc. Chưa đẻ mầm gốc. Ra là các bác thông cảm nhé. Mua nhà vườn là chuẩn cây, chuẩn giống. Mà không có bán thì là còn các bác đừng có tham rẻ. Người ta bán Cửu Long 150, 200 hay mắt đỏ 200-300 là không có. Đấy, cái này là em bán giá là 2.200.000 16 sen Cửu Long Cao Phong. Đấy, còn bác nào muốn xem mặt bông thì mặt bông đây. Đấy là còn bán mặt hoa là bán bảo hành, bán uy tín theo con người. Thế còn các bác mua hàng va thì các bác cũng nên cân nhắc. Rất nhiều bác hỏi nhà em gửi ảnh xem những cái cây mua của các nhà vườn khác. Và đa số là không đúng. Có những bác mua 5 cây trắng HO mà mầm gốc lên nó tím đét. Thì các bác bảo là nó đang là cây cánh trắng HO gì. Đấy, thế còn là bán ám mắt trâu ấy thì em cũng nói thật là ám mắt trâu bây giờ nó cũng tầm 40-50.000 một sen. Đấy là cây to. Thì cây nhỏ này em bán theo con giống. Nên các nhà vườn lớn thì các bác nên tham khảo.
mất trâu không có 200-300 nghìn loại mà 10 phân là không có. Đấy, nói các bác, ghi mất trâu bây giờ rất hiếm ấy. Ghi mất trâu bây giờ nó không nhiều, chính là năm cái trắng Phú Thọ là người ta đổ xô vào nhân giống ra nhiều, nhưng mất trâu là nó hàng nó không giá trị mấy nên người ta cũng không quan tâm mấy, nên là rất hiếm ám mất trâu ấy. Ám mất trâu ở Phú Thọ là nó đang đi song song mấy cái cây năm cái trắng, à nó song song mấy cây cửu long ấy của Cao Phong ấy. Cây cửu long bao giờ nó vẫn cao hơn, đấy là hai cái thương hiệu của Hòa Bình. Nó có năm cây trắng Hiển Oanh và có cửu long Cao Phong. Thì Phú Thọ nó có năm cây trắng Phú Thọ và ám mất trâu Phú Thọ. Đây mặt bông của nó đây, mặt bông của ám mất trâu Phú Thọ này. Đấy các bác nhé, bác nào chưa biết thì cho các bác xem. Thì còn bán thì bán là cứ chuẩn con giống thôi. Cái hình số 8 này là em chuyển sang là hình ám mất trâu Phú Thọ. Đấy, từ những cái cây bé này em cũng kẹp xì viết giấy bảo hành cho các bác mua để các bác yên tâm. Nó vài trăm nghìn thôi, nhưng mà là mua được, các bác mua được con giống chuẩn. Còn các bác mà mua tham rẻ thì 2-3 năm nữa, 2-3 năm nữa thì các bác cái thời gian công chăm sóc, cứ trông chờ vào một cái cây lan, mình mua được cái cây lan giống hoa đẹp nọ kia, cuối cùng là nó lại ra cái cây lừa, chán lắm. Nếu mà chơi một vườn lan, nếu mà em mà dính một cây nào bị lừa là em đã chán rồi. Đó, nên là tâm lý là nếu em trong xã hội ra là mình, nếu mà mình mà bán lừa hay là mình làm lừa mà mình bị mua người khác nó lừa, mình có tức không? Nên là em cũng, bác nào mà bán hàng thì cũng nghiên cứu suy xét về cái tâm với cái đạo đức của mình. Mình bán hàng mà người khác người ta lừa mình ấy, vài triệu, 2-3 triệu, bây giờ mình có xui máu không? Nên là không nên bán lừa làm gì. Giá thỏa thuận, cây thật, người thật, việc thật. Bác nào mua thì tham khảo, sưu tầm. Cảm thấy không mua được thì có thể tìm đi cây khác. Còn em thì em khuyên các bác là nên tìm những nhà vườn uy tín để mua. Còn lan bây giờ người ta nó chơi cho phong trào, nó đông người chơi, nên là nó rất nhiều người bán. Người bán có tâm với những nhà vườn uy tín thì rất ít. Và số lượng hàng chuẩn mặt hoa ra thị trường rất ít. Nên là các bác mua thì các bác nên tham khảo và nghiên cứu. Chứ còn người ta bán hàng thì bây giờ người ta bán kiểu chớp nhoáng thời vụ. Ngày mai các bác cây nó lớn nó thay đổi, các bác đến thì cái này trong cái lan này nó chả có nhà nước nào nó quy định là cái này nó là trị giá vật chất thì bao tiền bao tiền. Cái cây nó lớn nó thay đổi, ai về nó chết chóc. Đấy, thế là có phải là mình chăm được cây lan là dễ đâu. Ngay nếu mà người ta bán không có lương tâm là người ta cần về người ta hủy diệt cho cái cây nó chết, cái mắt ngủ nó chết. Đấy. Bây giờ những nhà vườn người ta đầu tư về cơ sở vật chất lớn hay là người ta cũng có uy tín rồi thì các bác nên mua. Còn mua của bọn lều dều thì vài bữa thì các bác về chỉ vứt bỏ cái cây đi, chứ còn tìm ai mà đòi. Nhưng mà có một số bác là chấp nhận mua cái kiểu đấy thì các bác không có tiền, các bác bảo coi như là tôi đánh bạc. Các bác không có tiền thì các bác bảo tôi coi như là tôi đánh bạc. Được cây mặt hoa chuẩn thì chơi, không được chuẩn thì thôi. Nhưng mà theo em thì các bác không nên chơi như thế. Nếu chơi như thế thì các bác chỉ như nhà vườn nhà em bán cái kinh ám mất trâu này em bán 500 nghìn, nhưng mà nếu bọn bán lừa đảo nó chỉ bán cái cây này 150-200 thôi, 150-200 thôi. Đấy em nói trước thì nếu các bác mua một cây chuẩn này thì sang năm thì các bác nhân được rất nhiều giống. Các bác mua 200 tham rẻ như này mày bác nhân ra một lô hàng tím, lô hàng tím thì các bác thì ra cái giá trị của cái cây có mặt hoa là mất cao hơn cái cây giá trị thường bây giờ nó nhiều. Đấy, cái hình số 8 này em bán 500 nghìn, cây này chỉ được 8 sen thôi. Bán như nào thì em nói, còn mầm gốc của nhà em nó chưa lên, đấy mắt nó tất lên rồi nhưng nó chưa lên. Hình số 8 là ám mất trâu. Hình số 9 này, hình số 9 cái cây này nó cũng 9 sen mầm gốc cũng chưa lên. Nói các bác là những cái lô mất trâu này là em tách ra em trồng ấy, nhưng mà người ta trước khi người ta trồng ở dưới cái chậu kia là người ta có một cái cục dớn này, cục dớn là người ta buộc rêu dớn ở dưới này nên nó không trồi. Em tách ra này em dễ chia sẻ cho các bác sưu tầm, thứ hai là sau này nó đẻ mầm gốc em dễ bán cho các bác. Đấy, nên là hôm nay cái video này em hình số 9 này là 9 sen em bán với giá là 500 nghìn. Cây này thì nó gầy hơn cái cây kia nhưng mà nó lại cao hơn. Đấy, cái này em bán 500 nghìn. Ám mất trâu bây giờ tầm này các bác đi mua kia ám mất trâu rất khó ấy. Trừ khi bọn bán lừa đảo, chứ còn bây giờ các bác cứ hỏi các nhà vườn lớn em, có ai nó xuất kia ám mất trâu? Vì cái này nó rẻ tiền, nó ra là sang năm nó đẻ mầm gốc ra thì người ta nhân giống rất nhiều. Bây giờ nó là
cái giai đoạn giáp giáp giữa hai hai ranh giới, nó quá giáp rồi, nó chỉ có chênh nhau nửa tháng đến một tháng nữa thôi là nó lên mầm gốc rồi. Cái hình số 10 này là 15 sen, con ám mật châu Phú Thọ này 15 sen. Đấy, cây này chưa lên mầm gốc nhá, đây mắt mầm gốc tất đây, chưa lên. Đấy, em bán đi giá là 850.000 cho hình số, hình số 10. Em chuyển sang hình số 11. Hình số 11. Hình số 11 này là 13 sen. Em bán với giá là 700.000. Đấy. Đây là một cái Kia mất trâu là nó phải có giá tương đương như thế. Còn nếu các bác đi mua rẻ thì các bác cẩn thận là không có, là thực ra là cũng có nhà vườn người ta bán rẻ đấy. Người ta có nhà vườn người ta không có kênh truyền thông, không có bán được thì người ta sẽ không bán rẻ, nhưng mà không có đâu. Các bác hiếm lắm. Bây giờ thợ lan mọc như nấm. Đi mua lan thì gần như mua tranh nhau cướp nhau. Nếu mà đăng lên trên mạng thì nếu mà có những cái cây chuẩn thì chỉ trong vòng chỉ có mấy phút thì tranh nhau chốt thì không có. Hình số 12 này là 750.000, hình 14 sen. Đấy, 14 sen. 14 sen cây rất khỏe đấy nhá. Là khỏe đấy các bác. Thực ra là em bán hàng không phải em nói hay đâu. Anh em nào mà là thợ lan á thì chỉ nhìn cây là biết thôi. Thế còn nếu mà em bán sai thì anh em có thể phản ánh ngay. Đấy em nói thật. Còn các bác mua hàng thì các bác yên tâm. Trong bán hàng qua mạng này có phải là một mình bán cho các bác ấy đâu. Các bác những người không biết đâu, rất nhiều người ta biết nhá. Người ta biết, người ta xem cái cung cách mình bán hàng như thế nào. Thứ hai là các bác cũng nên lưu ý là có những cái kênh ấy bán hàng rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái lượng người xem người ta không có. Cái lượng người xem không có mà người ta, ví dụ người ta live stream chỉ có vài người xem, 5, 10, 15 người xem, là những cái kênh nó ít uy tín. Ví dụ các bác đi ăn bát phở mà thấy cái cửa hàng nào nó đông người, nó bán ngon thì nó mới đông người, chứ nếu mà bán không ngon thì ai người ta ăn. Cái này cái bán lan thì thôi, nếu mà cái cửa hàng nào nó không có uy tín, không chuẩn thì là người ta xem một thời gian người ta sẽ nick những cái kênh đấy ngay. Nên là các bác mua hàng thấy cái kênh nào mà không có người xem, hay là vào không có người xem, nó không có độ uy tín thì các bác không nên mua. Đó, em khuyên thật các bác, thì người ta bán hàng có chuẩn đâu, quy mô đầu tư người ta có đâu. Thế bây giờ như ngân hàng người ta đi mua, người ta đi cho mình vay tiền thì người ta cũng phải trông cái tài sản thế chấp của mình. Thế bây giờ các bác mua lan thì các bác cũng phải trông cái tài sản thế chấp người ta có cái gì để người ta trông trừ sau người ta bán cho bác, người ta giả lại cho bác không. Đấy là em thực sự là bây giờ em cũng rơi vào tình trạng là không đòi được tiền của người ta, nên là bác phải nghiên cứu trông chờ. Thứ hai là người ta xác định làm lâu dài, có dàn có riếc hay có cái cây mẹ có giống để ngày mai người ta giả lại cho các bác, ví dụ trường hợp sai hay không. Đấy là tính vào bài toán như thế. Nhưng còn cái dàn người ta như cái chuồng lợn chuồng chó mà xong rồi người ta bán vài cái cây liều rều mà xong rồi ngày mai mà các bác đòi là các bác hơi khó. Đối với 2 năm nữa thì các bác đi tìm người ta thì người ta cũng không nghe máy, hay là có người ta chối phay đi, người ta cãi trắng luôn. Cái video này em nói cũng hơi nhiều nên là các bác mua hàng này cũng bác cẩn thận. Vì em các bác theo dõi thì thực ra là em đa số bán live stream thôi. Bán live stream thì lượng hàng nó không có nhiều, cũng không quay la liệt được 5-70 đơn một ngày. Không có hàng để bán nên là nhiều bác là không chốt được. Không chốt được, các bác già có tuổi bác điện mà ta chả mua mới xem muộn, không xem được. Nên là hôm nay em quay cái video này đây, bác nào mua được thì mua, không mua thì tham khảo xem, tham khảo lưu ý. Đây hình số 13 này em bán giá là 700.000. Vẫn là ám mật châu Phú Thọ. Đó, hình số 13 nhé. Em chuyển sang hình số 14. Hình số 14 hình như là bây giờ chỉ có em nhiều ám mật châu Phú Thọ nhất. Hình số 14 có một số nhà vườn nhưng mà người ta cũng không xuất. Nhưng em muốn xuất. Nay là hình số 14 này là 9 sen này. Em bán giá 500.000. Đây là hình số 14. Hình số 14 nhé các bác nhé. Hình số 15 này. Hình số 15 là kia này 8 sen. Chắc là 8 sen non đi. Đấy, cái này này em bán giá là 450.000. Mua giống rồi các bác, mua giống nhé. Thực ra là mua giống này. Đắt rẻ em vẫn nói từ đầu rồi. Mua giống. Cái này là hình số 16 này. Hình số 16 này nó có 2 kỳ. Nó có 2 kỳ nhá. Đây cái 2 kỳ nó cũng chưa lên mầm gốc cái này đâu.
Đây cái này nó có một ki bé, nó cũng có đang mắt mắt mống gốc lên rồi đây. 2 ki, một ki bé. Em tính có 1 ki thôi, em bán giá 550.000 cho hình số 16 và vẫn là Á Mất Châu Phú Thọ. Hôm nay là có 17 đơn hàng, đơn số 17 là hình cuối cùng. Đấy, hình cuối cùng đây, mắt mống gốc chưa lên. Đấy, mắt mống gốc chưa lên. Đây là đây, cái ki này là 12 sen, rất khỏe đẹp ấy. 12 sen. Em bán với giá là 600.000. À 650.000, xin lỗi các bác nhé, 650.000. Các bác con du học cầu mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0349 581 888. Đấy. 0349 này, 0349 581 88 này, chốt đơn nhé. Vợ em là người chốt đơn. Nên là các bác mua hàng yên tâm. Đấy. Về chất lượng con giống. Đấy, có một món mắt trâu nhỏ nhỏ thì em sẽ để phiên sau bán. Đây bán cho các bác cái con nó to to. Con chị nó đi thì con gì nó lại lớn. Đến đây em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.